jgrayroblox.com, số máy ạc Roblox, chất lượng uy tín, vòng may mắn chỉ với 9k, cơ hội chúng tới 1999 Robux. Ngoài ra còn có chương trình đua top nhận quà cực khủng và có rất nhiều ưu đãi khác. Link shop mình có để dưới phần mô tả video đó nha. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay các bạn thấy nhà mình có đẹp không? Trời đất ơi, hiện tại nếu như mình nhớ không lầm là mình có tới 8 chiếc siêu xe trong nhà nha các bạn nha. Để mình đếm thử coi. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè. Trời ơi, bây giờ con Ori nó trong nhà chứ mình là mệt mỏi luôn nha các bạn. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ thưởng cho con Ori một ổ bánh mì siêu ngon. Đây nè, đó. Nhìn Ori ngon chưa? Để yêu cầu của Ori đó chính là có thịt bò, có thịt heo, có thịt gà và hai lớp phô mai tan chảy. Và bây giờ các bạn nhìn cái tay của mình nè, đó, mình đang cầm là cực kỳ đậm đặc y những gì nó nói luôn các bạn ơi. Nè, cho mày nấu đây, tao để lên lá đây nha. Đó. Ngoài ra thì cô Ori nó sẽ cần thêm là uống Coca với lại uống Fanta. Con này nó uống nước ngọt hơi bị nhiều quá, gọi cho nó luôn. Mình tính cho nó thêm kẹo cao su nè các bạn, nhưng mà thôi, nó ăn vô hồi nó nhả lên xe mình siêu xe mà các bạn. Ok vô, ok chưa? Rồi để đó, lát nữa ăn đi nha. Gì hết trời, ai gọi gì? Alo, ai vậy? Có phải là cô chú G-Gray không giữ nhà liền rồi? Tôi là quản gia đây. Ok, để xíu nha. Quá gì mày này, ông quản gia kêu mình làm gì vậy trời? Đừng nói kêu mình làm cho ổng thêm một cái ổ bánh mì cho ổng ăn nha. Trời đất ơi, tôi chỉ phục vụ cái Ori thôi nghe. Còn ông tự làm đi à. Gì không quản gia? Nhìn đằng sau lưng tôi nè cô chú G-Gray. Quá gì mày này? Nhiệm vụ đó hả? Đúng rồi nè cô chú, nhiệm vụ ngày hôm nay cực kỳ đặc biệt. Cô chú nhìn lên cái hình biết ai không? Cái hình này hả? À, ui, cái hình gì mà ông để ghê răng không mà. Hình này tôi biết ai rồi. Hình này chính là Hucky Wucky. It's Hucky Wucky. It's Hucky Wucky. Tân 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 tân. Trời ơi cô chủ, tôi kêu cô chủ biết ai tôi đâu kêu cô chủ hát đồ chủ. Trời ơi, thì cái bài này mới vô phải hát mà. Ông ơi khoan, ngày hôm nay cái gì đây? Sao nhìn cái này giống như là một cái chỗ để nghiên cứu khoa học vậy quản gia? Đúng rồi cô chủ, cái chỗ là cái phòng thí nghiệm của công ty Playtime đó cô chủ à. Bây giờ tụi nó đang nghiên cứu thí nghiệm là con Hucky Wucky. Thế cho nên là bây giờ nhiệm vụ cô chủ sẽ đi tới đó và tiêu diệt cái con Hucky Wucky đi cô chủ G-Crank. Ôi ông điên rồi, ông ơi, ông điên rồi. Cái con này ông nhìn thấy nó răng nanh vậy á, tôi tới á nó ngạm cái đầu tôi luôn á cha. Cô chủ cứ yên tâm đi, ngày hôm nay sẽ trang bị cho cô chủ vũ khí cực kỳ mạnh luôn. Bấm người tôi cái nhẹ đi cô chủ G-Crank. Chứ có vậy? Đâu có coi. Gì đây? BAR-60. Wow. Súng gì mà hai đầu nhắm dữ vậy trời? Cây súng này là cây súng chứa được rất là nhiều băng đạn luôn cô chủ. Thế cho nên cô chủ bắn một cái là Hucky Wucky lên đường liền cô chủ G-Gray. Ghê vậy ta? À, vậy là nhiệm vụ ngày hôm nay của chúng ta đó chính là đột nhập vô cái phòng thí nghiệm này để tiêu diệt Hucky Wucky các bạn à. Và các bạn có thể nhìn thấy là có cả máy bay luôn, ghê thiệt. Ủa đây là chỗ để nghiên cứu khoa học vậy con cứ Hucky Wucky nè các bạn ơi. Nhìn hình bên này thì rất là dễ thương luôn, nhưng mà hình bên này nè ghê đó, làm mình hơi bị rung các bạn à. Cho nên là ngày hôm nay để mình làm được nhiệm vụ này thì nghe bây giờ các bạn fan đừng quên nhớ bấm nút mình nút like ở phía dưới ủng hộ cho mình nha. Còn những bạn nào lượt tới với kênh của mình á thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh ở phía dưới luôn. Ngày hôm nay á thì mình sẽ đọc tên của fan nhân chính của mình đi video của mình có sự may mắn nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ đọc tên của bạn Trà Bảo Trâm nha các bạn. Chúc bạn Bảo Trâm một ngày tốt lành. Như Bảo Trâm có xem video này của anh á, đừng quên nhớ bình luận với anh biết để anh thả tim cho. Còn bạn nào chưa mình đọc tên thì hãy bình luận là chúc anh Jay sớm đạt được 2.6 triệu người đăng ký kèm với họ và tên nha các bạn nha. Nhớ nha, hiện tại là kênh mình đã được 2.5 triệu người đăng ký rồi các bạn à. Và mục tiêu của mình là 2.6 triệu, mình mong là các bạn nhớ giúp cho mình nha các bạn bằng cách là bấm nút đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha, bấm like đăng ký kênh là miễn phí nên các bạn nhớ giúp anh Jay nha. Hôm nay thì quản gia cho mình cây này, nhưng mình nghĩ là mình sẽ mang thêm một cây súng nhắm nữa để mình xuống đây mình lựa súng nhắm các bạn ơi. À, súng nhắm này ta nhiều súng nhắm quá à. Thôi lựa cây này đi, hay cây này mình khá là thích luôn. Rồi mình sẽ mặc thêm bộ giáp nha các bạn nha, cho nó đẹp trai với lại cho nó châu châu. Hôm nay mang kiếm vô ru nữa không? Thôi mang kiếm Nhật đi. Hỏi ok, mình nghĩ là hôm nay mang như đây là ok rồi các bạn ơi. Nhìn mình ngầu không? Trời ơi ngầu dở ke lắm. Ông ơi da, cho ông kẹo xin gum nè, cho ông á. Gì vậy cô chủ? Tôi già rồi ăn kẹo xin gum sao được cô chủ? Ủa vậy hả? Vậy thôi tôi mang đi, tôi ngồi trên xe tôi nhai luôn. Nhớ gửi tôi GPS nha. Ok cô chủ G-Gray. Ok, hôm nay đi chiếc nào giờ đây ta? Hôm nay chắc chúng ta vẫn sẽ đi chiếc Lamborghini này đi. Chiếc này mình đang thích các bạn ơi. Đấy, lên xe nào. Ngoan ngoan. Đấy, lên kích hoạt luôn. Đấy, xe này đi bao đã các bạn à. Càng đi càng ghi đúng rồi đây. Em nhìn có đẹp không? Bên trong cũng đẹp và bên ngoài cũng đẹp nha các bạn nha. Các bạn có thấy cái này không? Cái này chính là carbon đó các bạn. Mà carbon là một cái thứ gì đó nó rất là cực kỳ châu bò các bạn à. Cực kỳ xịn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ xịt lửa và mình sẽ đi tới chỗ của Hucky Wucky nha. Let's go baby.
6.5 hours later. Ôi ơi, các bạn ơi, các bạn nhìn kìa, mình đã tới cái phòng thí nghiệm này rồi các bạn à. Nhưng mà ngay bây giờ mình không dám đi sâu thêm các bạn, bởi vì đi sâu thêm là tới công chuyện luôn á. Nên thôi mình để chiếc xe của mình qua đây nha. Xe này nó không có thiết giáp đâu, vậy cho nên là chỉ cần bắn vô một cái là một lỗ là sửa xe là hơi bị nhiều tiền. Nên thôi bỏ qua cho mình chuyện đó nha. Ngay bây giờ thì mình cần phải lắp đạn xuống nhắm cái đã. Ok rồi các bạn ơi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi thì nhớ cho mình một nút like. Những người anh em yêu dấu của mình á, mình coi các bạn là anh em, cho nên là các bạn nhớ thương anh xem cái bấm nút like nha. Nhớ đó, năn nỉ đó nha. Ok, giờ nó sẽ cùng nhau vô. Nào, cái này thì mình lắp đạn rồi. Giờ đi thôi, đi thôi. Không biết trên nó có đứa nào nó đang quan sát không nữa. Mình từ đây mình không có thấy các bạn à. Để mình đi sát vô thêm một chút xíu nha. Ok ok, từ đây thì mình không hề thấy có đứa nào các bạn ơi. Ấy mà, ui, một đứa nè. Lính nhà máy Playtime các bạn. Oh my god. Ok, để xem mình có thể giết được thằng này hay không. Chắc khả năng cao là giết được thôi. Mình sẽ cho nó ăn một viên đạn nha các bạn nha. Let's go. Wow, súng nhắm này bắn ui hết hồn, bị cái cây xương rồng đâm vô mà tưởng cái gì, làm giật mình luôn, trời đất ơi. Ok, an toàn rồi, trong rừng có gì không? Không có gì hết. Ui, tụi nó còn trồng nó thực phẩm để tụi nó ăn đó nè các bạn. Đó, đây một thằng ở đây nữa nè, mình sẽ bắn thằng này đấy. Nhưng mà từ để mình coi cái đã. Ui, thằng này nó đang canh chừng cho thằng này rồi. Mình mà bắn thằng này chết là thằng này nó sẽ biết liền các bạn. Bỏ qua đi từ từ. Tạm thời là như vậy đã. Hay mình sẽ không giết hai thằng này giỏi đâu, mình phải giết cái thằng này trước cái đã, rồi mình sẽ lên trên đây coi coi là có đứa nào trên đây không. Thằng này chết đi con, hết sọt luôn. Ú, có thằng nó kia nữa kìa. Kêu quá, từ từ, chạy lẹ em ơi. Mình cần phải lên trong cái tòa tháp này có đứa nào canh gác không nè. Đằng sau đây có đứa nào không, móc kiếm ra. À, không có ai hết, không có ai hết. Đi vô. Ú, ngon. Cái này mở khóa đồ dữ người ta. Ý, mình thấy một cái tên. Khả năng cao trên đây có một đứa. Oh my god, các bạn thấy gì không? Nó đang ở ngay trên đầu của mình nè các bạn ơi. Mình nên dùng dao hay là dùng súng với nó nhỉ? Chắc là nên dùng dao đi. À không, nên dùng súng đi chứ tôi khoảng cách này dùng dao hơi khó. Mày hả bưởi? Let's go, lên tiếp nào anh em ơi. Ok, ngon nãy súng mình có tới 50 viên đạn lận. Ui, thấy rồi các bạn ơi. Hai thằng nó đang quay về hướng này, không biết trên đây có đứa nào hay không. Không có, chỉ có duy nhất hai thằng này thôi. Vậy thì xả đạn đó. Ok, ngon, xong, an toàn. Ok rồi đấy các bạn à. Phòng thí nghiệm này khá là đẹp. Ôi, các bạn nhìn kìa. Cái ông này ông bị cái gì mà người ông máu me không à các bạn ơi. Nhìn khá là kinh dị. Mình sẽ cho ông lên đường luôn. Nhìn khá là ghê các bạn à. Ôi, từ, coi chừng ông đi ra khỏi. Rồi xong luôn, ông đi ra khỏi tầm ngắm của mình rồi anh em. Từ đi, mình đi qua đây coi ông ở trong tầm ngắm nữa không. Đây nè, nè, để mình cố gắng nha. Let's go. What? Thằng cha đó mình bắn vô, ổng nói cái gì kìa. Nhưng mà ổng không hề chết các bạn ơi, có khi nào đây là zombie không? Ổng kêu là thật là đau đớn, dừng lại đi. Giờ mình vẫn giết được ổng các bạn à, các bạn thấy không? Mấy thằng lính này mình bắn một viên là tụi nó chết rồi, riêng cái ông nó phải bắn hai viên là mới chết. Wow, chứng minh được một chuyện là đó không phải là người bình thường đâu các bạn à, đó là zombie hay gì ấy, từ cái nhà máy thí nghiệm Mega nè. Ok, ngay trên góc này thì mình không nhìn thấy thằng bên kia các bạn ơi, nhưng mà sẽ giết được cái thằng này trước. Mày sẽ lên đường nha con trai. Ok, đi xuống dưới thôi các bạn à. Rồi lắp đạn xuống nhắm luôn đi. Bây giờ mình phải đi ra tiêu diệt từng thằng ngoài đây cái đã. Đây nè, đây có một thằng nè. Nhưng mà từ từ, mình nghĩ là bên đây sẽ có một thằng nữa. Đấy, hồi nãy là thấy rồi đúng không các bạn. Bây giờ là sẽ kêu cái thằng này thôi anh em ơi. Mày hả bưởi. Ok, hên quá, trong nhà có một thằng nó nhìn ra thấy thằng này á. Mình phải giết cái thằng này trước. Từ đang nhìn ở đây các bạn ơi, nó đang nghi mình rồi, từ nấp vô đã. Nó đang nghi vấn rồi, nó phát hiện nghi vấn hắc rồi. Ok ok, bình tĩnh. Ấy khoan, bên đây hình như có một thằng. Đúng luôn, có một thằng ở bên đây nè các bạn. Tôi đứng ngay đằng sau, nó đang sửa máy bay hay gì á. Ok, mình còn phải qua bên đó, nhưng mà trước khi đó phải tiêu diệt cái thằng này trước. Nè, mày giáp hả con, thêm cái thằng này nữa. Ok, bình tĩnh. Ú, có một thằng kìa. Tôi đang ngồi bấm máy tính rồi, từ từ bỏ qua nghe, Ở đây có một thằng nó đang sửa máy bay nè các bạn ơi. Này, mình thấy nó rồi, mình sẽ cho nó ăn dao. Mày sửa máy bay hả con, mày sửa máy bay hả? Này thì sửa máy bay này. Ngu người. Tiếp tục nào anh em ơi, let's go bê. Nhớ bấm like cho mình. Oh my god, một thằng đang ngủ. Bắn một phát là xuyên táo luôn. Ở đây có một chú em đang bấm máy tính nè, mình sẽ đi từ từ vô mình đâm dao nó các bạn à. Ôi, khoan, có một thằng ở đây các bạn ơi, giờ làm sao? Thôi, giờ làm sao, thằng hình như thằng nó đang phát hiện như vấn hắc cái gì, nó quay lại nó nhìn nè. Máu mẹ không mà các bạn ơi. Ok, thằng này mình nghĩ là mình sẽ cho nó ăn một viên súng nhắm cho lẹ. Gì hả bưởi? Ok, lắp đạn thôi.
Wow, thằng này ghê quá, mình phải đâm dao nó lẹ. Mày rồi bấm máy tính đi, bấm máy tính đi. Bấm ơi, nó đang nhìn qua đây rồi bạn ơi, từ đã. Nó đang nhìn qua đây, mình không dám cử động các bạn à, mình đứng yên chỗ nha. Rồi quay vô bấm máy tính đi chứ nhìn gì vậy ba. Trời, nó nhìn nó nữa rồi, càng nói nó càng nhìn các bạn à, ghét thiệt chứ. Bấm máy tính đi. Trời ơi, đây làm gì vậy? Come on bro. Trời, nó nhìn hoài luôn nè bạn ơi. Hình như có vẻ mình nói chuyện hơi to gì á, nó nhìn hoài à. Ok rồi, nó quay vô rồi. Mày quay vô là mày chết cho con. Máy tính hả? Trời, máy tính xịn dữ. Máy tính là máy in các kiểu nữa nha. Đúng là xịn thì cái dạo thì cái thứ. Ok ok, đi nào. Vô trong đây thôi. Ôi, hồi nó có thấy mình không vậy? Ồ, có vẻ đang nghi rồi các bạn ơi. Mình phải dạt cái bắn nó liền. 1, 2, 3. Rồi xong. Easy game. Dưới đây dưới đây quyền bày lính luôn nè bạn. Tụi nó nằm ở dưới cái chỗ trồng cây mới ghê chứ. Ok, mình sẽ thử xuống xem sao. Wow, tụi nó nằm ngủ dưới đây nè bạn ơi. Chỗ ngủ tụi nó nè. Ok, thì tụi mày sẽ lên đường hết. 1 thằng, 2 thằng, 3 thằng, 4 thằng. Tiếp tục là mấy thằng này đang ngủ đúng không? Lấy súng ra xả luôn. Ủa, súng mình bắn bởi kia, bởi đèn luôn hả bạn? Ghê không? Hại thì cái chứ, lắp đạn thôi. Ok, chỗ này khá ghê. Tụi này canh gác khá là dữ đó, nhưng mà đi ngủ nhiều quá. Đi ngủ thì chỉ có chết thôi cưng. Tiếp tục mình sẽ vô cái phòng này nha. Let's go. Ui, con thằng ngồi đây, không biết có thấy mình không nữa. Cho nó ăn một viên súng nhắm đi anh em ơi. Mày hả bưởi, đứng gần như vậy mà ăn súng nhắm là chỉ có lên đường thôi nha các bạn nha. Let's go. Ui, con thêm thằng nữa nè. Thằng này góc chéo, bắn mày chết luôn. Ok, đây một thằng nữa. Ra cho nó lên đường đi anh em, để mình đâm dao cái thằng này các bạn ơi. Hello bà búm. Ui, hai thằng mới góc này luôn hả, ghê vậy đông vậy. Ủa thằng này đâu? Ủa thằng này hồi nãy mình giết nó rồi. Ok, vậy thì bây giờ qua đây. À. Ây, trời đông quá. À. Đúng đông luôn anh em. Gọi giờ sao? Trời ơi, kèo này hơi căng, mở cửa trước cái đã. Ok. Kèo này hơi căng lấy. Bây giờ mình sẽ cần lấy dao giết cái thằng người trước, xong qua giết cái thằng này luôn hợp lý hơn các bạn ơi. Mở hộp, thôi để anh kia nó không quay qua. Mày chết luôn. Let's go. Tiếp tục là thằng này nó nhìn thấy mình không ta? Ok. Ê, hình như mình thấy người của chú kia rồi, nó đang nằm ở đó kìa. Từ thằng này tính sao, đen này tính sao đi, bỏ qua nó đi, không sao đâu, nó không thấy đâu. Rồi một thằng ở đây đang ngồi bấm máy tính lấy dao. À không, mình sẽ bẻ cổ nó bạn ơi. Chuẩn bị 3, 2, 1, let's go. Bẻ cổ mày luôn nè con, xịt khói liền. Ok, và bây giờ đường này là đường quay lại chỗ lúc đầu nha các bạn nha. Hợp lý, ở đây con heo nè. Hello heo. Ủa, heo này có tên nữa, tên là Bob các bạn ơi. Ok. Ừ, nhưng mà heo này trong phòng thí nghiệm vậy có khi nào mày mốt nó biến thành quái vật không trời. Mình không biết nha. Thôi được rồi, tạm thời mình sẽ tha cho nó. Tao sẽ thả mày ra nè. Mày đi đi. Đó, tao cho mày tự do ở đây, đi Bob. Mày được tự do rồi đấy. Ui, mày này. Mình thả tự do nó lại chui lại chỗ này làm sao trời. Mày khùng quá Bob ơi. Ok, bây giờ nó sẽ vô đây nào. Mình đây có con thằng này, mình sẽ bắn nó chết các bạn ơi. Mày hả con. Rồi xong chưa? Xong hết chưa? Ok, có vẻ là hết rồi các bạn ơi. Tại đây chúng ta sẽ thấy được Hucky Wucky. Oh my god, Hucky Wucky trong Minecraft nè các bạn. Tụi nó làm đó, nhìn ghê quá à. Sao tự nhiên nhìn bây giờ Hucky Wucky nhìn mập ú vậy trời. Ok, ngay bây giờ nhiệm vụ của mình nó chỉ là tiêu diệt Hucky Wucky các bạn à. Sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng nhau tiêu diệt Hucky Wucky thôi. Bắn một phát vô đầu là chết luôn á. Let's go. No, không xin nha dạ. Oh my god, nó mạnh quá vậy. Oh, holy crap, xa đạn đó. No way, nó chậm quá các bạn ơi. Máu của nó kìa. Các bạn có thấy anh máu của nó không? Trụi, nó dí mình nè, chạy lẹ. Nó vô được đây không vậy? Nó không vô đây các bạn ơi, người nó bự quá. Mày sẽ lại đâm dao nó cho nó chết luôn. Cậu mày, đừng đuổi anh nha. Let's go. Yes. Oh my god. Wow, cái tên Hucky Wucky này trâu dữ trời. Mình phải đâm dao nó liên tục mấy hit luôn á. Wow, ghê thiệt chứ. Ok, cuối cùng thì mình đã tiêu diệt thành công được Hucky Wucky rồi nha các bạn nha. Và mình nghĩ đó không phải là Hucky Wucky thiệt đâu, đó chỉ là Hucky Wucky giả tạo thôi các bạn à. Bởi vì Hucky Wucky thiệt á là nó sẽ có tuyệt chiêu ôm vô rồi nó cắn cái liền là chết liền các bạn. Nhưng mà cũng hên, đây chỉ là Hucky Wucky giả thôi các bạn ơi. Vậy là mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nha. Let's go baby. Ngon đấy, con Bob đi chưa? Con Bob bên đây nè, để mình mang nó ra ngoài. Đi Bob ơi, đi. Come on.
Đấy, chú em ra ngoài đây đi chứ, chú em đi trong đó làm cái gì? Trong đó không có nên ở đây, ra ngoài đây đi. Bỏ đi mày làm người. Đấy, ra ngoài đây, ra ngoài đây, ra ngoài đây. Ok, ấy nhưng mà khoan. Hồi nãy có một người ở bên đây, kế bên phòng thí nghiệm, hắn ta đã trở thành zombie rồi. Vậy thì cái con Bob này nó không đeo mặt nạ, khả năng cao trong tương lai nó sẽ trở thành quái vật các bạn à. Để diệt trừ hậu quả thì mình nghĩ là mình nên cho nó ăn một viên đạn luôn các bạn. Đang khá là đắn đo nhưng mà thôi, tốt nhất là nên như vậy. Bob ơi, cho mày đầu thai làm kiếp khác nha Bob. Ok rồi đấy. Thôi bỏ đi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cùng nhau đi về nhà thôi. Let's go baby. Cái cảnh này chính là cái cảnh khổ nhất là các bạn ơi, đó chính là lùi xe vào chuồng các bạn à. Ok ok ok, để bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lùi xe vào chuồng nha. Này trời đó, mỗi lần lùi xe vào chuồng là nó khổ như thế này nè các bạn, phải canh đầu canh đuôi tùm lum hết. Tại vì biết sao không, nó mà đụng vào mấy chiếc xe khác là chạy xe là tiêu luôn đó anh em. Rồi ok được rồi đó, mình nghĩ là hợp lý rồi đó. Rồi ok, thoát ra khỏi xe nào. Hey, đẹp chưa đẹp chưa, thấy mình lùi xe vào chuồng đẹp không, thẳng băng luôn đó chứ. Xe này của mình nó chưa tắt động cơ hay gì hết rồi. Thôi kệ, để lát nữa cô đi tắt các bạn à. Và ngay bây giờ để mình xem coi là bạn fan nào đặt nhiệm vụ cho mình, đó chính là tiêu diệt Husky Husky nha. Let's go AB, mở ra coi nào. Nhiệm vụ của fan đặt đó chính là đột nhập phòng thí nghiệm Husky Husky bởi bạn Nguyễn Gia Bảo, bạn Trần Minh Tuấn, bạn Phạm Minh Thành, bạn Lê Tuấn Cường. Hãy đặt nhiệm vụ cho Jay ở dưới phần bình luận nhé. Đó các bạn ơi, những bạn nào muốn đặt nhiệm vụ cho anh Jay về để làm tập tiếp theo thì ngay bây giờ xuống dưới phần bình luận mình cho anh biết nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay rất là nhiều luôn. Nếu như bạn thích video này, đừng quên nhớ lại cho mình nút like nha. Còn những bạn nào lên tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh ở phía dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Còn bây giờ thì mình bye bye.